tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân các cấp đã được quy định cụ thể trong luật. Năm qua chỉ có khoảng 70% người đứng đầu cấp tỉnh tiếp công dân đạt được trên 50% số buổi quy định. Ngoài nguyên nhân khách quan của tình hình dịch bệnh thì vẫn còn nhiều lý do như người đứng đầu đùn đẩy, né tránh tiếp dân hoặc chất lượng tiếp dân không đạt hiệu quả, vẫn còn thiếu trách nhiệm, không tôn trọng và giải quyết thỏa đáng yêu cầu của người dân. Hiện Mặt trận Tổ quốc các cấp đang kiến nghị sửa đổi một số quy định pháp luật về tăng cường sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát vấn đề này để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân. Thành phố Chí Linh, Hải Dương. Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Rất nhiều vụ việc tồn đọng đã được tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền. Theo quy định, một tháng phải tiếp dân mỗi tháng một lần. Nhưng việc tiếp dân đã phải dừng trong gần 4 tháng trong năm. Nguyên nhân là do dịch bệnh, nhưng cũng còn cả nhiều nguyên nhân khác. Chủ tịch Ủy ban dân các cấp là phải dành cái thời gian để tiếp công dân theo quy định về hàng tháng. Tuy nhiên đúng là trong thực tế thì nó cũng bất cập. Ví dụ như là cái lịch tiếp công dân nó trùng với lại cái lịch của cấp trên triệu tập. Lịch tiếp công dân nó lại rơi vào cái thời điểm mà dịch bệnh xảy ra. Thế rồi có những lĩnh vực thì có thể đồng chí phó chủ tịch phụ trách đấy, cũng có thể là trực tiếp giải quyết mà có thể giải quyết tốt được. Đấy, tuy nhiên ấy, thì trên cơ sở quy định pháp luật thì đã là quy định của pháp luật, quy định của các cái nghị định, thông tư hướng dẫn thì chúng tôi phải chấp hành một cách nghiêm túc. Đấy, cũng có lúc thì nó cũng bị vướng mắc trong khó khăn trong cái việc mà điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên thì với Chí Linh chúng tôi thì chúng tôi đã có những giải pháp, đó là chúng tôi quy định là những ngày đó là tiếp dân của thường trực. Nếu thiếu bí thư thì có chủ tịch, thiếu cả bí thư chủ tịch thì có phó thường trực và các đồng chí phó chủ tịch, các đồng chí trưởng các phòng ban, các cơ quan, các địa phương có nghĩa vụ liên quan thì cùng tham gia tiếp. Chính vì vậy là các cái công việc của chúng tôi đều được giải quyết, nó cơ bản là dứt điểm. Điều đáng nói là không chỉ có chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh và cũng không phải chỉ có ở Hải Dương. Việc thực hiện đúng quy định tiếp dân của chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp đang là câu chuyện khó chung ở nhiều địa phương khác. Kết quả một cuộc giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp mới đây cho thấy, trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1-2 ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào. Kết quả giám sát cũng cho biết chỉ có 13 chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt từ 50% quy định trở lên, chiếm 20,6%. 45 chủ tịch tiếp dân đạt dưới 50% quy định, chiếm 71%. Có 5 chủ tịch tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày trên 18 tháng, chiếm 0,79%. Đáng chú ý, có một số tỉnh không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng, từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2021. Không trực tiếp tiếp dân theo quy định, nhiều chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho phó chủ tịch hoặc tránh thanh tra tỉnh, trưởng ban tiếp công dân, tiếp dân thay. Tôi thấy là hiện nay là quy định là chủ tịch phải trực tiếp tiếp công dân. Nhưng mà tôi thấy là cái khối lượng công việc của chủ tịch cũng khá là nhiều. Và phải xử lý những cái công việc có thể trong kế hoạch, có thể có những cái việc nó ngoài kế hoạch. Nếu như mà tất cả các vụ việc theo quy định là chủ tịch phải tiếp, thì tôi nghĩ là sẽ rất là khó. Cái thứ hai nữa là bản thân từng đồng chí lãnh đạo cũng phải ý thức được rằng là thông qua cái việc phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện của người dân thì đó là một cái kênh để phát hiện ra rằng là cái quá trình xử lý công việc, giải quyết công việc nó có phù hợp với quy định pháp luật hay không. Đồng chí chủ tịch thì cũng không thể nào mà có thể quán xuyến được hết tất cả các cái hành vi của cán bộ công chức dưới quyền của mình khi triển khai thực hiện các cái công việc. Thì cái sự phản hồi của người dân là một cái kênh rất là quan trọng. Cho nên là cái việc người dân khiếu nại tố cáo là một cái kênh là rất là quan trọng để đồng chí chủ tịch có thể nắm bắt được. Vì vậy mà khi có cái vụ việc thì bản thân đồng chí đó phải ý thức được là mình phải quan tâm, phải tiếp cận và phải có trách nhiệm xem xét giải quyết. Thì còn có trực tiếp giải quyết được hay không thì cái đó là phải tổ chức một cái cơ chế
nó rất là rõ ràng, từ cái quy định nội bộ cho đến tổ chức cái đội ngũ, cái bộ máy và cái quy trình xử lý cái đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Trụ sở tiếp dân Trung ương. Những người dân của tổ 23 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hôm nay lại lặn lội vượt cấp lên đây để khiếu nại về những sai phạm trong quản lý đất đai của địa phương mình. Không trực tiếp được gặp người đứng đầu ở cấp địa phương, hoặc có gặp thì cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nên người dân phải kéo lên ban tiếp dân Trung ương. Tôi nộp đơn là tôi xin gặp ông chủ tịch, ông phó chủ tịch đúng cái ngày tiếp dân. Thế thì có lần thì chúng tôi được tiếp, có lần thì ông ấy bận, ông đi công tác. Thế nhưng mà tất cả những cái buổi đấy họ đều lảng tránh vào sự thật, họ đều lảng tránh. Và cái việc đấu tranh của chúng tôi, cái việc đòi quyền lợi hợp pháp của tôi không giải quyết được một kết quả gì cả. Hành trình đi làm sổ đỏ thì tôi phải mất đến hơn 60 lần, cả đi, cả gọi điện, cả đi ra đi về ở phường. Xong cuối cùng thì câu trả lời cuối cùng là nằm trong dự án thì không được làm sổ đỏ. Thì từ đấy giờ đi là bắt đầu chúng tôi sẽ đã đơn từ để lên đến quận, sau là lên đến thành phố. Không chỉ không tiếp công dân, nhiều nơi việc tiếp công dân được thực hiện thiếu trách nhiệm cũng khiến công dân phải khiếu nại vượt cấp. Đó là trường hợp của những hộ dân ở chung cư Việt Đức Complex, quận Thanh Xuân. Các hộ dân của chung cư này đã phải lặn lội khiếu kiện nhiều nơi, nhiều cấp liên quan đến sai phạm của chủ đầu tư sông Đà Việt Đức, đã vi phạm sử dụng diện tích của tòa nhà trái mục đích, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân trong chung cư, thậm chí vi phạm vào các nội quy phòng cháy chữa cháy của tòa nhà. Cái việc mà chúng tôi gửi đơn kiến nghị để mà vì về vấn đề mà chủ đầu tư sai phạm cái tầng K1, K2 thì chúng tôi thấy là chưa có cái sự trả lời nào và cũng chưa có một cái cuộc hẹn nào của lãnh đạo thành phố để mà hẹn mà gặp và giải quyết với chúng tôi về cái vấn đề này. Thì chúng tôi thấy là như vậy là lãnh đạo của chính quyền ở cấp quận, tôi thấy cảm thấy người ta gần như là quá thờ với lại cái việc mà rất là bức xúc này của cư dân. Lý giải về nguyên nhân thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng do địa phương không giải quyết kịp thời các bức xúc, chưa tổ chức tốt việc tiếp dân. Không phải tiếp dân chỉ mà để ghi nhận như trong báo cáo và báo cáo với thủ trưởng, mà tiếp dân để vận động người dân chấp hành các quyết định, kết luận, khiếu nại, tố cáo. Báo cáo cho đồng chí là mình phải đánh giá có một cách khách quan, là nhiều cán bộ tiếp dân của địa phương rất cơ sở tiếp xúc sẵn, chỉ có khách và thích và lên địa phương. Chính những chất lượng tiếp ở địa phương là một số địa phương ấy mà không nhiều nên là chất lượng rất kém và không đạt yêu cầu, hoặc là giải quyết tương lai tôi vẫn rằng là giải quyết không kịp thời và dẫn đến đây. Có những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan là do công việc của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã rất là lớn, trách nhiệm rất cao và đặc biệt là rất nhiều việc. Thế do đó dẫn đến việc là không có đủ thời gian để tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân chủ quan thì cũng là do nhận thức của một số chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã liên quan đến những vấn đề ở những địa bàn phức tạp, thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã cũng đã tiếp công dân rất nhiều, nhưng mà là tiếp công dân theo các vụ việc và bất thường. Thế còn lại tiếp công dân theo quy định của pháp luật là tiếp công dân định kỳ tại một vị trí nhất định và tại một thời gian nhất định. Thế do đó thì cần phải có cái sự nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tiếp công dân của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã. Có rất nhiều nguyên nhân khiến công tác tiếp dân chưa đạt được hiệu quả như luật định. Tại một cuộc giám sát mới đây, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, để chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tiếp dân theo quy định. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải tiếp và trực tiếp giải quyết các công việc của dân mới hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp và kéo dài. Những bất cập trong các chính sách được ban hành mới được điều chỉnh. Trước hết cũng phải rà soát lại các quy định pháp luật. Bây giờ cái việc mà
quy định pháp luật như vậy đối với đồng chí chủ tịch nó có phù hợp hay không. Cái thứ hai nữa, quy định đối với cái vai trò, cái trách nhiệm, cái việc làm cụ thể của mặt trận trong cái việc giám sát cái thực hiện cái quy định pháp luật này nó có phù hợp hay không. Đặc biệt là cái quyền của cán bộ mặt trận cũng như là cái trách nhiệm của lãnh đạo các cái địa phương. Và thứ hai nữa là bản thân cán bộ của mặt trận khi thực hiện giám sát thì anh phải có một cái đội ngũ tương đối là đầy đủ, và thứ hai nữa là cũng phải cũng phải nắm bắt được các cái quy định cụ thể, và phương pháp giám sát nó cũng phải đảm bảo được là đó là một cái hình thức giám sát nhân dân, chứ đó không phải là một hình thức kiểm tra giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, để nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong thực hiện tiếp dân, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần phải có một cơ chế đủ mạnh để những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong giám sát việc thực hiện quy định này cần được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân cùng cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt cái vai trò giám sát và phản biện xã hội. Thì tôi rất muốn là dưới là các cấp Ủy ban Nhân dân xây dựng quy chế phối hợp. Có một cái điểm mà gọi là mặt trận được tham gia giải quyết khiếu nại, thanh tra cái giải quyết khiếu nại, giám sát được một vài công việc. Cái việc mà các địa phương này giám sát như thế nào, có thực sự phổ biến hay không, có đứng ở phía dân hay không, xem xét đầy đủ cái khía cạnh các thực tế có thể giải quyết dân. Cái rồi là khi đã có kết luận của các ban trung ương rồi thì thực hiện như nào, thực hiện thế nào. Đấy, thì để mà để giảm hoặc để chấm dứt được cái việc mà những cái bức xúc của dân. Thực ra chúng ta nói rằng là cố gắng giải quyết là hết việc đấy, chứ không phải hết là việc. Quay trở lại với các hộ dân đi khiếu nại tố cáo ở tổ 23 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các hộ dân tại chung cư Việt Đức Complex, quận Thanh Xuân. Vừa qua, tại buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ, có đầy đủ đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những kiến nghị của hai đoàn công dân này đã được Thanh tra Chính phủ quyết định là khiếu nại đúng, đồng thời yêu cầu các ban ngành chức năng và địa phương liên quan nhanh chóng giải quyết cho các hộ dân theo đúng luật định vào tháng 3 năm sau. Chúng tôi mong muốn là thế này, bây giờ ấy, thứ nhất ấy, là các phải giải làm mọi cái theo đúng quy định pháp luật. Việc dân đến ấy, phải tiếp dân, phải tôn trọng dân, phải giải quyết cho đến nơi đốn chốn. Nếu dân kiện ấy, đúng hay không đúng thì phải giải thích rõ ràng và giải thích theo pháp luật, chứ không phải là giải thích theo cái chủ quan của con người ta. Chúng tôi chỉ mong muốn là các cấp lãnh đạo khi mà nhận thấy được đơn thư của nhân dân có những cái bức xúc mà rất là chính đáng, rất là phù hợp với pháp luật thì nên giải quyết khẩn trương, chu đáo theo pháp luật, và làm cái gì cũng nên làm đúng để cho nhân dân tin tưởng vào pháp luật. Thế thôi ạ. Tôn trọng, lắng nghe và quan tâm đến ý kiến của người dân cũng là cách để người đứng đầu các cấp có thêm được các kênh thông tin về những vấn đề bức xúc, những mâu thuẫn trong xã hội. Việc giải quyết kịp thời, thấu đáo với mỗi vụ việc của người dân không chỉ khiến chính quyền gần dân, sát dân hơn, mà qua đó phục vụ công việc của địa phương mình ngày một tốt hơn.